bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới đã rút khỏi nga được biết vào chiều ngày 7 tháng 3 thì đài RT của uh, nga đã phát ra một bản tin rằng ba trong bốn big four tức là bốn công ty kiểm toán lớn nhất hành tinh đã quyết định rời khỏi nga và hành động này được cho là do hệ quả của việc moscow đã tiến hành những hoạt động quân sự tại ukraine Ba công ty này gồm có KPMG, Price Waterhouse Cooper tức là PwC và Ernst Young. Còn Deloitte thì tới khuya ngày 7 tháng 3 mới công bố quyết định này. Công ty kiểm toán và tư vấn khổng lồ KPMG của Anh Hà Lan có hơn 4.500 đối tác và nhân viên tại Nga và Belarus cho biết là đang thúc đẩy việc sẽ rời khỏi hai quốc gia này chúng tôi tin rằng cùng với các doanh nghiệp toàn cầu khác cần có trách nhiệm đối phó với hành động quân sự đang diễn ra của nga tại ukraine và do đó các công ty nga và belarus của chúng tôi sẽ rời khỏi mạng lưới kpmg phát ngôn viên của kpmg international cho biết trong một tuyên bố và người này gọi quyết định chấm dứt mối quan hệ của công ty với các nhân viên và đối tác của nga là vô cùng khó khăn có thể nói chủ quyết định này không liên quan tới họ, nó là hệ quả của các hành động của chính phủ Nga. Chúng tôi là một tổ chức hoạt động theo mục đích và định hướng giá trị, luôn tin tưởng vào việc làm đúng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chúng tôi cung cấp hỗ trợ chuyển tiếp cho các đồng nghiệp cũ bị ảnh hưởng bởi quyết định này, tuyên bố có đoạn như vậy. Trong khi đó, thì PricewaterhouseCoopers PwC có trụ sở tại London cũng thông báo Nga sẽ phải rời khỏi mạng lưới này. Được biết, công ty này đã hoạt động ở Nga từ những năm 90 và có 3.700 đối tác cũng như nhân viên. Do hậu quả của chiến sự Ukraine của chính phủ Nga, chúng tôi đã quyết định trong mọi tình huống, PwC không nên có một công ty thành viên ở Nga, và do đó, PwC Nga sẽ rời khỏi mạng lưới. Reuters đã trích dẫn trong một thông báo của công ty. Trong một bản tin được Nike Asia đăng vào chiều ngày 7 tháng 3, chưa có Ernst Young, E&Y chỉ mới đưa ra tuyên bố các công ty thành viên tại Nga ra khỏi mạng lưới vào đêm ngày 7 tháng 3. Trong bối cảnh chiến sự leo thang, tổ chức toàn cầu EY sẽ không phục vụ bất kỳ khách hàng tại chính phủ Nga. Các doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức và các cá nhân bị trừng phạt ở bất kỳ đâu trên thế giới. EY đã bắt đầu tái cấu trúc công ty thành viên của Nga để tách công ty này ra khỏi mạng lưới toàn cầu. Công ty cũng cho biết trong một tuyên bố cập nhật vào lúc 11 giờ đêm ngày 7 tháng 3. Và trong khi đó thì Deloitte cũng mới tuyên bố rút khỏi Nga và Belarus vì chiến sự tại Ukraine. Bloomberg đã làm bản tin cập nhật cho sự kiện đặc biệt này. Theo Reuters, thì Deloitte đã tiến hành đánh giá vào tuần trước và cho biết hãng sẽ không hoạt động ở Nga và Belarus nữa. Hãng nói rằng chúng tôi sẽ tắt hoạt động của mình ở Nga và Belarus ra khỏi mạng lưới toàn cầu và các công ty thành viên Deloitte sẽ không còn hoạt động ở Nga và Belarus. Giám đốc điều hành toàn cầu Honig Rangen cho biết trong một tuyên bố. Hiện nay, Deloitte có 3.000 nhân viên tại hai quốc gia này và Deloitte là công ty Big Four cuối cùng tuyên bố sẽ rời khỏi nước Nga tờ Financial News của Anh đã bình luận. Cũng trên tờ báo này, cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jarasko nói rằng các doanh nghiệp phương Tây phải thoái vốn tại Nga ngay bây giờ. Hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine được triển khai vào cuối tháng trước đã dẫn tới các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào nền kinh tế Nga, cũng như các nhân vật chính trị và doanh nhân nổi tiếng của quốc gia này. Nhiều công ty nước ngoài đã thông báo ngừng hoặc đình chỉ hoạt động tại Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, trong đó bao gồm các công ty thẻ tín dụng như là Visa và Mastercard, những gã khổng lồ công nghệ trong đó bao gồm Microsoft, Apple và Dell. Một số nhà sản xuất ô tô và nhà bán lẻ, thậm chí các thương hiệu quần áo, cũng đã ngừng hoạt động trên đất nước nga